Sao khóc? Ừ? Cái đường hẳn. Nãy giờ con sao? Dục mấy tờ? Ba tờ. Sao dục? Hai làm gì? Vẽ sai. Nghe vẽ sai, gậy cho hai vẽ lại đi, mắc gì vậy? Thì con vẽ lại. Không có la lối sùm nha. Con vẽ sai rồi làm sao? Tôi muốn vẽ mấy đường thẳng như nè. Vậy vẽ đi. Mày tao mày vẽ không được. Chỉ tao mày vẽ. Tao mày vẽ. Nè tao mày vẽ một đường như vậy. Tao mày kìa. Bên kia là nhà đẹp chết không chịu. Đưa à. Quay qua đưa quay cái hình qua mày quay kìa. Nè. Tao mày. Ủa? Trời ơi, nhà đâu chỉ mẹ coi, nhà cái nhà đâu cửa sổ nhiều vậy? Đâu? Không. Đâu? Hôm nay có con, hôm nay có chị ba, hôm nay có chị hai, hôm nay có mẹ, hôm nay có ba. Ừ, cái phòng quá hả? Cái nóc nhà đâu? Còn cái chỉ trên là gì vậy? Bóng đèn. Bóng đèn nhiều vậy hả? Bóng đèn mấy chục cái luôn hả? Cái này là nhà khách, cái phòng khách. Ừ. Rồi mấy cái tùm lum bên đây là gì? Nè. Nhà bếp. Đâu nhà bếp đâu? Nè. Hầu bơi. Cái này là khu vườn. Cái này là chỗ nuôi cá. Cái này là con ba ba với con người. Với lại cái này là phòng âm nhạc. Phòng âm nhạc nữa hả? Phòng âm nhạc để làm gì? Để làm mình làm gì á? Hát. Ai? Gì mình vô mình hát hả? Hát chứ nghe nhạc hay gì? Hát hả? Có phòng âm nhạc nữa đã vậy. Cái này toilet, cái này là cửa đi ra ngoài. Đi ra ngoài đâu? Ngoài đường. Ngoài vườn hả? Ngoài đường. À, mốt con xây nhà này cho ba mẹ ở hả? Cứ 5 người cho mẹ 6. Sao 6? Với 2. Với 2 sao? Con vẽ đẹp rồi. Cái gì? Vẽ đẹp gì rồi giống chị hai. Còn ngồi dậy vẽ đi. Ngồi dậy vẽ. Chị hai vẽ giùm. Trời ơi, tự mình vẽ chứ tự nhiên chị hai vẽ giùm. Hả? Tự mình vẽ đi. Con vẽ cái này đẹp hơn chị hai nữa đó. Ba thấy đẹp hơn nữa. Chị hai vẽ đâu có cái phòng âm nhạc đâu. Con vẽ có cái phòng âm nhạc nó ghê gớm. Chị hai vẽ nhà xấu quắc, cây gì thẳng 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 con không? Con vẽ có khu vườn nữa. Con làm gì vậy? Con không có.